Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 296 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, lòng tin của quân trường không đã tăng lên. Có nhiều bảo dược ở đây như vậy, còn sợ bản thân đổ máu nữa hay sao? Đùa chắc. Tranh thủ thời gian làm việc mới là chính đáng. Quân trường không cười ha ha, giả vờ phàn nàn. Vừa rồi, ngươi không nên ngăn ta. Bây giờ vết thương kéo mạng rồi, còn phải cắt thêm lần nữa. Người áo đen mỉm cười, điềm đạm nói. Vì để điện hạ an tâm, tăng thêm một phần lòng tin có trắc trở này cũng không có uổng công. Quân trường không cười hà hả. Thôi được rồi, tới tiếp tục nào, lại tới một đau nữa. Người áo đen nói. Vừa rồi trong giây phút tinh vị tối dần, Điện Hạ có thấy ánh sáng lóe lên không? Thấy được, đây là... Quân trường không hít thở hỗn hển. Đây cũng là khoác hoàng bào, chỉ là phân lượng còn ít chưa có đủ thành chuyện thôi. Tiếng nói của người áo đen khàn khàn Có chút ý vị sâu xa Vậy thì còn chờ gì Tiếp tục Quân trường không hoàn toàn kích động Chủ động cầm dao lên Chuẩn bị cắt vào tay chính mình Ta chỉ hỏi Tam Điện Hạ một câu Rõ ràng Người biết hậu hoạn phía sau Người lại ra tay Thì sẽ không còn đường lui Người áo đen đè thấp giọng nhắc nhở Càng nhắc nhở Quân trường không càng thấy tùy tiện Yên tâm, con đường này sao có thể quay đầu được đây? Được, bề hạ thật tốt. Người áo đen dứt khoát bắt đầu gọi bề hạ. Quân trường không cười ha ha, cắt một dao vào trên cổ tay mình. Đồng mạch chủ lại bị cắt đứt, so với đau vừa rồi còn kiên quyết hơn. Máu tươi lại chảy ra lần nữa, vết máu lan tràn. Ở bên kia, Kim Vân Sinh đã đi vào giữa khu buôn bán. Nơi này không phải là khu buôn bán cao cấp lắm. Tất cả hàng hóa đều có giá cả rất bình dân. Cho nên có đôi khi tới bên này tiêu phí ăn uống thì bình thường cũng vẫn chấp nhận được. Hơn nữa khoảng cách tới nơi này cũng không quá xa. Chính là vương phủ của tam hoàng tử cho nên tương đối yên tĩnh. Dù sao trong lòng dân thường hoàng gia vẫn có sức khiến cho người ta khiếp sợ nơi bọn họ hẹn gặp nhau là một quán nhỏ thực ra quán này chiếm diện tích khá lớn khoảng sân rộng vô cùng chủ quán ngăn sân thành nhiều phòng đơn nhỏ nơi đây là quán ăn náo nhiệt rôn rã khách đến khách đi rất nhiều trước đây kim vân sinh đã đến cửa hàng nhỏ này rất nhiều lần mỗi lần thưởng thức món ăn ngon xong đều cảm nhận được mùi thơm còn vương vấn trên răng và má lưu luyến không muốn rời đi nhưng mà lần này hắn sững sờ hồi lâu trước cửa hàng những câu chuyện trước đây không ngừng lướt qua bản thân cũng không biết mình đang nghĩ điều gì ngày xưa hắn ngôn bạn gái tới đây với nụ cười hạnh phúc nhưng hôm nay lại đến ăn bữa cơm chia tay ngày xưa tâm trạng vui vẻ hạnh phúc tràn đầy kỳ vọng vào tương lai nhưng hôm nay chỉ có tâm trạng héo khô cằn cỗi anh đến rồi à anh kim nhân viên quán ăn và kim vân sinh rất quen thuộc nhau chỗ cậu còn phòng hay không bạn gái của anh đã đặt sẵn phòng rồi chính là căn phòng ở cuối góc bên phải căn phòng cuối góc kim vân sinh cười ảo não trước đây mỗi lần đến đều chọn căn phòng ở trung tâm nhất ngắm nhìn đám đông ồn ào ngoài kia trong lòng càng thêm tức cho dù không đặt được căn phòng trung tâm cũng sẽ không đến căn phòng trong cùng thà chọn ở sảnh còn hơn nhưng hôm nay lại đặt căn phòng tận trong góc quả nhiên là bữa cơm chia tay cũng thật khác xưa điều này dường như có ý nghĩa gì có nghĩa là thật sự đã đi đến góc đường cùng rồi sao đi đến kết thúc kiên vân sinh cười não nề cô ấy đến rồi ư vẫn chưa vậy tôi vào trong đó đợi cô ấy mang lên một bình trà đen. Kim Vân Sinh vốn muốn gọi trà xanh thông thường hay uống, nhưng khi vừa muốn nói ra là cảm thấy chữ xanh này như một mũi tên bắn thẳng vào trong tim, liền ý thức lại mà đổi lời. Thời gian dầm chậm trôi qua, sắc trời dần nhuộn tối, bánh xe thời gian đã đến lúc thắp đèn. Còn tinh độ trước mặt tam hoàng tử quân trường không đã buộc tắt 7 ngôi sao, chỉ còn lại 8 cái tức là mới hoàn thành chưa được một nửa. Còn loại thuốc quý có tên là Thiên Tinh Thánh Thủy cũng đã uống được bốn chai. Người mặc đồ đen vẫn luôn không chút vội vàng. Trong suốt quá trình, hắn chỉ kiên nhẫn chờ. Thỉnh thoảng còn lên tiếng an ủi khuyên can, liên tục dặn dò quân trường không phải liệu sức mà làm, không cần quá gấp gáp. Chỉ trong khoảnh khắc có một ánh sao trong tinh đồ nhạt màu đi, ánh sáng màu vàng chợt lấy đó ánh mắt hắn minh lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt mất phải nói thêm rằng ngoài việc cực kỳ sợ chết ra vị điện hạ tam hoàng tử này còn chỉ biết cái lợi trước mắt luôn bảo với hắn rằng không cần phải làm ngay một lần sau khi rót máu tươi dập tắt một ngôi sao hắn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng hắn thì hoàn toàn không chịu nghe ngược lại còn nóng lòng chuyển sang bước tiếp theo đại để cũng là vì như vậy nên mới dập tắt bảy tinh vị đã tiêu hao rất nhiều thiên tinh thánh thủy. Nhưng người mặc áo choàng đen không ngờ rằng sở dĩ vị tam điện hạ quân trường không này làm như vậy bởi vì thiên tinh thánh thủy kia thật sự có tác dụng huyền diệu. Giữa bốn lần ngưng sử dụng nó lại khiến tu vi quy huyền vốn trì trệ lâu nay của hắn đột nhiên tăng mạnh 10% đích xác là thu hoạch ngoài mong chờ. Một món lợi lớn lao vì vậy hắn càng ngày càng tin tưởng lời của người áo đen nói. Đương nhiên, muốn hoàn thành thật nhanh quá trình thu thập khí vận hoàn thất. Mà quân trường không không biết rằng, người mặc áo choàng đen đã thật sự tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra một hành động lớn như vậy, mới mở ra được một lỗ của huyết mạch hoàng tộc. Sau đó dùng trận pháp kéo dài đến đây, đồng thời còn lãng phí rất nhiều đan dược phối hợp với trận pháp với sức mạnh của các vì sao, truyền khí vận hoàng gia vào trong cơ thể của tam hoàng tử. Một loạt những động tác này đều vô cùng rắc rối. Mà mục đích cuối cùng của hắn là dùng máu của hoàng tộc làm chất vận chuyển khí vận hoàng thất, sau đó dùng máu tinh làm môi chất để chiết xuất và đổ vào tinh đồ. Bây giờ đã đi đến bước cuối, đang là điểm quan trọng nhất. Chậm lại chút chậm lại chút vậy chỉ cần thành công là tốt rồi có điều thế này thật sự phải cảm ơn hai nhà phong vân của đạo minh nếu hai nhà này không đi một đường dài từ thành bạch sơn tới làm sao họ có thể tạo ra một áp lực lớn như vậy đối với quân trường không mà loại người như quân trường không nếu không lâm vào cảnh tuyệt vọng nhất định sẽ không thông suốt mà so ra thì việc tự tay bỏ ra nhiều loại thuốc bí mật như vậy mặc dù lãng phí nhưng cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Dưới sự chú ý kỹ càng của người mặc đồ đen, một lượng lớn máu hòa quyện với thứ màu vàng nhạt mà quân trường không không nhìn thấy, dần trào ra, cuồn cuộn đổ vào tinh đồ. Liên tục trong quá trình này, hai người đã không nói chuyện trong một lúc lâu. Quân trường không đầy mong chờ, gấp gáp đến không đợi nổi. Trong khi người đàn ông mặc áo choàng đen luôn tỏ ra rất bình tĩnh điềm đạm so với sự căng thẳng của quân trường không sự khác biệt giữa lão giang hồ và lính mới càng rõ ràng hơn đi đường dài càng về sau càng khó lão luyện thành thục như người áo choàng đen ắt có một sự điềm tĩnh vượt xa người thường thành công đã nằm trong tầm tay chỉ một lát nữa thôi đó sẽ là khoảnh khắc đại công cáo thành ở phía bên kia trong nhà hàng của đại viện, bạn gái Kim Vân Sinh cuối cùng cũng đến. Cô ta thông thả đến muộn nhưng lại đi cùng một người khác, một chàng trai trẻ tuổi còn mang theo hai vệ sĩ bên cạnh. Phải nói rằng, nếu gạt tính cách của bạn gái Kim Vân Sinh qua một bên, thì cô ta trông vô cùng xinh đẹp, bất kể tướng mạo hay nhan sắc, cô ta đều trông vô cùng thanh tú, mang đầy đủ hương vị của một cô gái điềm đạm đáng yêu. Nếu một người phụ nữ coi 100 điểm là điểm tuyệt đối, thì bạn gái cũ của Kim Vân Sinh tuy chỉ là một người bình thường, nhưng diện mạo vốn có của cô ta vẫn được hơn 90 trở lên. Nếu sau khi trải qua vinh hoa phú quý mà tướng mạo dáng người vẫn không thay đổi, lại thêm một ít khí chất duyên dáng sang trọng toát ra từ cơ thể, thì vẫn có thể tăng lên một chút. Đối mặt với bạn gái và chàng thanh niên trẻ lúc này, Kim Vân Sinh ngược lại không hề bị gò bó như hắn tưởng, hắn bỗng trở nên tự nhiên thoải mái hơn. Nào mời ngồi. Kim Vân Sinh là nhạc nói. Bữa ăn hôm nay tôi mời. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, mọi việc thuận lợi. Khi nhìn thấy bạn gái cũ của mình dẫn theo một người đàn ông nữa đến, Kim Vân Sinh ngay lập tức hoàn toàn mất hy vọng, nhưng cũng hoàn toàn buông bỏ một người hoàn toàn buông bỏ như hắn trái lại lại trở nên cởi mở và hào phóng hẳn ra dù có thể không gặp lại nhau nhưng cũng là bạn bè đôi ba câu khách sáo vẫn là lễ nghĩa nên có lúc này lời nói ra vô cùng chân thành càng thêm phong độ phòng kế bên lý thành long thở dài nói dáng người mạnh khảnh là căn nguyên của viện phức người xưa nói cấm có sai nhà nghèo không nên lấy gái đẹp một cô gái như vậy, với tình hình hiện nay của Kim Vân Sinh, dù thế nào đi nữa, sớm muộn cũng không giữ được cô ta." Tả Tiểu Niệm thờ ơ nói, "Hành sự tại nhân, miễn là cô gái này giữ được, Kim Vân Sinh cũng sẽ giữ được. Vì vậy điểm mấu chốt ở đây vẫn là ở cô gái này." Tả Tiểu Đa trong lòng chợt rung lên, vươn tay nắm chặt tay Tả Tiểu Niệm. Trước khi Tả Tiểu Đa tỉnh lại, mặc dù tình huống khác nhau, nhưng bản chất cơ bản giống với kim vân sinh trước mặt vào thời điểm đó rõ ràng tả tiểu niệm và hắn không thuộc cùng một thế giới nhưng tả tiểu niệm thì chưa bao giờ dao động cảm nhận được suy nghĩ của tả tiểu đa tả tiểu niệm nhướng mày mỉm cười nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp tay trái gầy gò đang lấy ngón tay của tả tiểu đa trong lòng chỉ cảm thấy bình yên vui sướng hạnh phúc mãn nguyện lão đại Vận thế của tên tiểu tử, tử này thật sự tốt như vậy sao? Long Vũ Sinh trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Có nhìn thế nào cũng chỉ thấy tên Kim Vân Sinh này cũng chỉ là một võ giả cực kỳ bình thường. Cùng lắm cũng chỉ là tu vi tiên thiên. Cấp bậc tu vi này trong đại lục tinh hồn quả thật rất là bình thường. Hiện nay hắn đang lâm vào huyết quan tai ương. Vốn là sẽ không còn đường tiến lên nữa. Nhưng nếu có thể vượt qua tử nạn sẽ là hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai, rồi sẽ hóa thành vận thế hội điệp. Tương lai đi đến bước nào thì rất khó nói, nhưng vận thế nhất định sẽ thịnh vượng. Giờ đây, do sự can thiệp của chúng ta, khiến dấu hiệu phổ cực Thái Lai của hắn càng rõ rệt hơn. Coi như một lần chó ngáp phải rồi, lấy con người làm chệch đi quỹ đạo nhân sinh. Nếu đã là chó... Nếu đã là chó ngáp phải rồi, vậy thì cứ để cho hắn ta một lần tạo hóa đi, không thì để cho hắn đến công ty chúng ta, hoặc là đến làm thuộc hạ của Cao Sảo Nhi. Nghe Tả Tiểu Đa nói Cao Sảo Nhi trở nên hứng thú. Nghe câu này thì có nghĩa là người này rất được lão đại coi trọng, lọt vào pháp nhãn của ngài sao? Nói xem trọng như nào thì không nhất thiết, chỉ là ta đánh giá cao sự dứt khoát và kết cấu của hắn. Tả Tiểu Đa mỉm cười, suy cho cùng cũng chỉ là một nước cờ nhàn rỗi mà thôi, nhưng trên người Kim Vân Sinh có một vận đạo biến nguy thành an, có thể có giá trị lớn. Tả tiểu niệm lại chui đến một chuyện khác. Người còn có công ty sao? Sao ta lại không hay biết? Tả tiểu đa và Lý Thành Long cầm nín. Sát vách Cũng đang nói tới một chủ đề hết sức tầm thường. Xem ra, chúng ta quả thật không phải là người trong cùng một thế giới. Cái gọi là môn đăng hộ đối tuy nói là tục lệ lỗi thời, nhưng cũng không phải là không có lý. Nhanh chóng chia tay cũng là chuyện tốt. Kim Vân Sinh nói, rượu và thức ăn lần lượt được đưa lên. Kim Vân Sinh lãnh đạm nói, Ta không có bao nhiêu tiền, nhất định là không mời nổi hai người những món ngon hơn. Khả năng lớn nhất của ta chỉ có thể như hiện tại thôi. Mong hai vị đừng ghét bỏ. Dù sao thì sau hôm nay đại đạo triều trời, ai đi đường nấy có lẽ kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nhau Tôi cũng sẽ không nói những lời oán trách Nhưng lời chúc phúc cho hai người Tôi cũng không thốt ra được lời nào Nâng ly thôi Kim Vân Sinh một mình ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Tôi chỉ hy vọng Cuộc đời này của Kim Vân Sinh Chỉ ăn bữa cơm như thế này một lần trong đời thôi Cô gái ngồi đối diện rưng rưng nước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút lưu luyến của Kim Vân Sinh. Sự hận thù trong mắt càng ngày càng đậm, lạnh nhạt cất tiếng nói. Chưa chắc là vậy. Xã hội ngày nay tràn ngập ham muốn vật chất. Kim Vân Sinh, nếu như người không sớm thay đổi bản thân, bữa cơm kiểu này e rằng thật sự sẽ phải ăn nhiều lần lắm đấy. Nếu vậy, đó cũng là số của ta. Kim Vân Sinh cười thoải mái, cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói sau hôm nay thì không phiền cô phải nhọc lòng vì tôi cô gái nói ta biết ngươi hận ta hận ta ham hư vinh hận ta vong ân bội nghĩa dù sao khi ta bắt đầu đi học học võ tất cả các khoản chi phí tiêu đều là do ngươi bây giờ ta bỏ ngươi mà đi ngươi nhất định sẽ hận ta đây là chuyện thường tình của con người ta cũng không trách ngươi kim vân sinh nói cô sai rồi ta không hề hận cô là còn muốn cảm tạ cô. Dù sao thì cô xinh đẹp như vậy, lại từng có một khoảng thời gian như thế bên ta, ta đáng ra phải rất mãn nguyện rồi. Bởi vì ngay từ đầu, đáng ra ta nên biết rằng cô và ta không cùng một thế giới. Có thể qua lại một khoảng thời gian đã là có lời cho ta rồi. Chắc nhiều người cũng có suy nghĩ như thế này có phải không? Cô gái dừng một lúc, một lúc sau mới sâu xa nói. Kim Vân Sinh Ta hỏi ngươi một câu Nếu ta không xinh đẹp Ngươi vẫn sẽ giúp đỡ ta sao Kim Vân Sinh lạnh nhạt nói Bây giờ nói những chuyện như này Còn có ý nghĩ gì đâu Nhưng nếu cô đã hỏi Thì tôi sẽ trả lời thật lòng Sẽ không Cô gái thở nhẹ một hơi khinh thường nói Hóa ra ngay từ đầu Ngươi cũng chỉ thích thú với vẻ đẹp của ta mà thôi kim vân sinh mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại là một nụ cười não nề trống rỗng lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có sao lại hỏi tội nhưng khi ta lần đầu gặp cô cô mang áo quần rách nát nước da vàng vọt tóc tai bù xù đang nhặt lá rau ngoài chợ để ăn ta là thật sự không hiểu sao lại thành ra ta thích thú vẻ đẹp của cô nữa ta trợ cấp cho cô đi học trợ cấp cho cô học võ trợ cấp mọi nhu cầu của cô trong cuộc sống nhưng phải đến vài năm sau, cô mới ngỏ lời cảm ơn ta, yêu ta, muốn ở bên ta suốt đời. Rồi sau đó hai ta mới thay đổi mối quan hệ, trở thành người yêu của nhau, rồi mới có những chuyện sau này. Chỉ dựa vào lần gặp đầu tiên đó, dựa vào một tiểu nha đầu với một cơ thể trẻ con chưa phát triển xong, dựa vào đâu mà nói tới sắc đẹp đây? Kim Vân Sinh chỉ biết bình tĩnh quan sát vì người con gái do chính tay hắn nuôi nấng và coi như sinh mệnh để bảo vệ cuối cùng pha kén trở thành hồ điệp dừng lại chuẩn bị rời đi không bao giờ gặp lại trong lòng tuy không có gì lưu luyến nhưng rốt cuộc cũng có những cảm xúc không nói nên lời trào dâng trong lòng cô gái im lặng hồi lâu cuối cùng khàn giọng nói ta rất biết ơn sự quan tâm và giúp đỡ của ngươi trong những năm qua xin hãy tha thứ cho ta ta cũng chỉ là không cam lòng. Không cam lòng, ta đẹp hơn phần lớn những cô gái khác, nhưng là phải chịu thương, chịu khó, chịu khổ cùng ngươi. Phải ta ham mê hư vinh vật chất, nhưng ta không thể chờ đợi để cùng ngươi phấn đấu, cho đến khi sự nghiệp thành công. Vân sinh, trước khi đến, ta đã hấp cho ngươi một nồi bánh bao nhân thịt mà ngươi yêu thích. Coi như là ta cũng không có mặt mũi nào để cầu xin ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể ăn một cái bánh bao ngay trước mặt ta, hoặc giả trong lòng ta sẽ cho rằng ta đã bao đáp ngươi được phần nào rồi sẽ giống như ngươi nói sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau nữa nước mắt cô gái rốt cuộc cũng đã rơi được kim vân sinh không chút do dự cầm lấy lồng bánh bao nóng hổi mở nắp ra bên trong là sáu cái bánh bao trắng nõn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn kim vân sinh cay đắng cười nói Nhắc tới tay nghề gói bánh bao năm xưa Cũng là do chính tay ta đã dạy cho cô Phải Cô gái nói Kim Vân Sinh cười Gắp một cái bánh bao rồi đưa vào miệng mình Bánh bao có độc Lý Thành Long ở phòng sát vách Đã nghe ra rồi Thậm chí không cần nhìn cũng có thể đoán ra Đã biết là có độc rồi mà còn ăn Đôi mắt của hàng băng mở to Không ăn lòng không chết Ăn rồi có thể độc chết trái tim thiện lương đó của mình. Dư mặt ngôn lạnh lùng nói. Mọi người đồng loạt phát ra tiếng thở dài. Trong phòng cách vách, Kim Vân Sinh chầm chậm nhai mỉm cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, nhẹ nhàng nói. Bánh bao thơm ngon thế này, cuộc đời ta có lẽ chỉ ăn một lần mà thôi. Đáy mắt cô gái xẹt qua đôi chút do dự, sau đó liền lập tức đứng dậy. Ta đi vệ sinh một lát, đợi ta trở về. Đêm nay ta sẽ say cùng ngươi. Phải rồi, say cả một kiếp người. Kim Vân Sinh cười nhạt, sau khi nhìn cô ta rời đi, mới dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn ba người ở phía đối diện, nụ cười càng đậm hơn. Người cười cái gì? Ta đang cười, độc đã hạ rồi, ta cũng đã nuốt. Cô ta rời đi để tạo cơ hội cho các ngươi. Các ngươi còn chờ điều gì? Kim Vân Sinh cười hỏi. Tên công tử bột kia cười rộ lên nói. Xem ra, người cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. bãi phục, bái phục. Một khi đã như vậy, hai người các ngươi đưa hắn lên đường đi. Một câu sau là là nói với hai tên vệ sĩ. Phụ nữ thay lòng rồi. Tâm tư quả nhiên là thật sự hung ác lại có thể hóa công tán và xuyên trạng thủy. Kim Vân Sinh thở dài, lại rất nhanh cầm sáu cái bánh bao đều nhét vào miệng mình nuốt xuống hết. Tuy rằng không hẳn là đối thủ của các ngươi, nhưng dù sao vẫn không thể khoanh tay chịu chết như vậy được. Người sống trên đời này chẳng qua là vùng vẫy để sống một trận thôi. Vị công tử kia nói, xử lý hắn tại đi. Một tên vệ sĩ trong đó nhây răng cười, cất bước đi đến, mà trong tay một tên vệ sĩ khác cũng nhiều thêm một lọ hóa thi phấn, còn đưa ra một cái gói to khác. Đừng làm cho chỗ này toàn mùi hôi thối như vậy, trực tiếp thu vào những không gian không được sao. Tên công tử dạy bảo. Đừng người chết thì rất là xui xẻo, công tử thông cảm cho. Tên vệ sĩ cười làm lành. Bên kia, chiến đấu quyết tử đã bắt đầu tiến hành rồi. Tu vi cả người Kim Vân Sinh cũng không cao thầm, lại thêm tâm mất như chết, là càng chủ động uống thuốc độc, vừa mới đánh nhau đã rơi vào thế yếu. Nhưng không biết hắn dùng biện pháp gì, đột nhiên lại càng đánh càng hăng, quả nhiên như lời hắn nói vùng vẫy dành sự sống. Hơi nghi người, gió từ nắm tay càng lúc càng trở nên mãnh liệt, mỗi một bước dưới chân đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa càng về sau càng lộ ra hùng hồn mỗi một bước hạ xuống đều có uy thế như đất rung núi chuyển. Dưới sự gia tăng uy thế như vậy, dần dần biến đổi thế xấu, đánh với vệ sĩ kia chẳng phân cao thấp, ngang tài ngang sức. Điều này làm cho ba người vốn tưởng rằng thoải mái, làm khó, đều trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là vượt xa ngoài dự đoán. Sắc mặt Kim Vân Sinh nghiêm túc, thản nhiên nói. Có lẽ các người cũng không biết, Ta là thể chất độc hồn hiếm thấy. Uống thuốc độc đối với ta mà nói, ngược lại sẽ tăng thêm tu vi, tinh thần lên gấp trăm lần. Việc này ngay cả cô ta cũng không biết. Độc tính càng lớn, uy lực ta có thể phát huy cũng càng lớn hơn. May mà cô ta đủ tàn nhẫn, lại cho ta độc tốt như vậy. Xem ra hôm nay, lại còn có thể kéo thêm một cái đệm lưng. Kim Vân Sinh cười to. Cô ta từng hỏi ta rất nhiều lần Tại sao muốn mua nhiều thuốc trừ sâu và thuốc độc như vậy để ở nhà, xu hiếu quẩy như thế? Đó chẳng qua là bởi vì lúc ta vô cùng mệt mỏi, uống một lọ có thể hoạt bát lên một ít. Những thuốc trừ sâu và thuốc độc này đối với ta mà nói không khác gì thức uống nâng cao tinh thần. Chỉ sợ là ta dọa đến nàng rồi. Chỉ là sợ rằng ta dọa đến cô ta rồi, cũng sợ hãi chính mình chìm đắm thành độc nhân chân chính mà không có nói cho cô ta biết. Ta chỉ muốn sinh sống cho tốt, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng tại sao các người lúc nào cũng phải bức bách ta? Thứ ta muốn chính là yên lặng hạnh phúc an ổn. Tại sao trên thế giới này, ngay cả yêu cầu thấp như vậy cũng không đạt thành? Từ chất của cô ta không tốt. Ta chỉ muốn sống cả đời này với cô ta, là cũng bị phản bội. Ta cũng đã đồng ý buông tay, lùi bước. Tại sao còn phải đau khổ dồn ép lẫn nhau? Thế nào cũng phải làm cho ta dành sự sống trận này. Là tại sao? Kim Vân Sinh thấp giọng khàn khàn gào thét, càng nổi điên chiến đấu. Mỗi một bước bước ra đều là chấn động mặt đất, rung chuyển không ngừng. Ông chủ quán nghe tin mà đến, nhưng lại bị vị công tử kia nhét một sấp tiền mặt thật dày, thấp giọng nói. Năm phút đồng hồ. Ông chủ lo lắng nhìn thoáng qua, nhận tiền rồi nói. Một hồi đội bảo vệ thành đến đây Tôi cũng mặc kệ Yên tâm đi Ta có thể xử lý Vị công tử kia nói Vào lúc này Trong phòng truyền ra một tiếng vang lớn Kinh thiên động địa Theo âm thanh trầm đục ầm ầm Hai cái phòng liền kề không phân trước sau Sập xuống Giờ phút này quân trường không Đã lấy máu đến viên tinh vị thứ 13 Tam hoàng tử điện hạ Duy ngã độc tôn mặt ta là ai số mệnh tràn đầy, giặc dào đắm chìm trong việc sắp khoát hoàng bào, đang hết sức chuyên chú lấy máu. Đột nhiên, hai người cảm giác mặt đất quanh mình chấn động lên. Theo chấn động, bụi bắt đầu không ngừng rơi xuống từ trên trần phòng mật thất, giống như thật sự xảy ra động đất. Sao lại thế này? Người áo đen nghi ngờ nhìn chăm chú lên trên đầu. Quân trường không đối với sự thay đổi vào lúc này cũng ngạc nhiên nghi ngờ, kinh ngạc nói. Đây là làm sao? Phía trên đây chính là một khu buôn bán bên cạnh vương phủ. Lẽ ra sẽ không có xảy ra chuyện gì. Cho dù thật sự là động đất, cũng nên sớm có báo động trước chứ. Người áo đen nhíu mày trong mắt lộ ra lo lắng. Căn mật thất này đã được ta vận dụng trận thiên tinh phong tỏa che lại rồi. Âm thanh bình thường bên ngoài tuyệt đối không thể truyền vào. Trái lại, tất cả tiếng động bên trong cũng sẽ không có truyền ra ngoài nhưng cái này lại không bao gồm độ chắc chắn của mật thất cũng xem như là khuyết điểm duy nhất quân trường không nói phương diện này cũng sẽ không có việc gì lúc xây dựng trước kia ở bốn phía ta thêm vào không ít tấm thép cho dù thật sự không may có sao băng đột phá màn trời đập đến bên cạnh cũng đủ có thể chống đỡ chịu lực cụ thể phía trên lại như nào người áo đen vội hỏi vì để vững chắc, lúc trước ta chính là tăng thêm vài tầng chịu lực. Tất cả là dùng xi măng cốt thép tạo ra, hẳn là không có việc gì đi. Quân trường không tin tưởng tràn đầy nói. Hẳn là không có việc gì. Người áo đen cảm thấy không biết nói gì. Xi măng cốt thép. Nếu thật sự không có việc gì, đây làm sao còn có nhiều tro bụi như thế rơi xuống dưới. Người ngàn vạn lần đừng có làm công trình bã đậu, nó có thể hại chết người đấy Lùi 10.000 bước mà nói Cho dù cấu tạo xi măng cốt thép Lại thế nào Đối với dao động quy năng khi vào giả cao dài chiến đấu Hoàn toàn không đáng nhắc tới Người áo đen càng ngày càng cảm thấy không có ổn Lúc trước người tận mắt giám sát quá trình xây dựng hay sao Quân trường không bị hỏi đến nét mặt đầy ngạc nhiên Loại công trình này sao còn cần một hoàng tử như ta tự mình trông coi nơi an toàn như thế rốt cuộc người đang sợ hãi điều gì không phải chỉ là lắc lư hai cái rớt xuống chút bụi bặm thôi sao cho dù là động đất mật thất này của ta cũng tuyệt đối chống được không có việc gì lo lắng trong mắt người áo đen càng sâu trong lòng có dự cảm không rõ cũng càng ngày càng mãnh liệt thứ ta sợ không phải là động đất mà là sợ có người đánh nhau ở phía trên người áo đen hít một hơi nói nếu như trong hai bên xung đột có người có tư chất hệ thổ, cũng hoặc là tu luyện công thể có thuộc tính thổ, có thể sẽ dẫn đến chuyện xấu cực kỳ. Động một chút, kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này, không phải khéo như vậy chứ. Quân trường không cũng cảm giác không thể nào tưởng. Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ. Đi 100 dặm đến 90 dặm chỉ có thể xem là một nửa. Đi nhiều hơn đi, Tốc độ nhanh hơn đi, nhanh chóng làm xong, nhanh chóng an tâm, tăng tốc lên đi." Người áo đen hít một hơi thúc giục. "Được." Đây lại đã đi tới ngôi sao thứ 14, cũng chỉ thiếu một cái cuối cùng. Người áo đen cảm giác động tĩnh chấn động phía trên càng ngày càng nặng, tim nhảy bịch bịch, khó có thể bình phục. "Mau mau mau, mau thêm chút." Bỗng vào thời khắc mấu chốt, âm thanh ầm ầm như trời sụp đất đổ đột nhiên nổ tung trần của toàn bộ mật thất tất cả sập xuống. Mẹ kiếp! Người áo đen này mắng một tiếng tức giận, tuy rằng chỉ nói ra một tiếng như vậy, nhưng ngụ ý bao hàm trong đó lại vô cùng phức tạp phong phú, khó có thể phân trần. Mắt thấy tình đồ sắp hoàn thành, chảy thành sông máu suối nhỏ. Bị trần phòng rơi xuống đập một cái bay lạ tả Gì cũng không nhìn thấy Loại cảm giác mất mát thịnh lình xảy ra này Loại tiếc núi thất bại trong gan tất này Phẫn nộ còn có một phần khó có thể tưởng Không thể tin được Nội tâm hết sức chán nản Vô số cảm xúc tiêu cực hội tụ Còn có một chữ này Được biểu đạt vô cùng nhuận nhuyễn Tam hoàng tử đối diện phát ra một tiếng hét thảm Hắn còn đang điên cuồng chảy máu Là bị tai nạn xảy ra bất thình lình Bị gạch đá rơi xuống đập đến trên đầu nhịn không được Mở miệng kêu thảm thiết Vô cùng thê thảm chán nản nói không nên lời ầm toàn bộ thân người áo đen tinh quang hiện lên ngang ngược ra tay lại lấy tu vi dụng mảnh miệng cưỡng nâng lên gạch đá trần phòng rơi xuống mau chảy máu sau đó tự ý nắm quân trường không qua đi lên ra một đao đã cắt tay trái của quân trường không xuống chợt ấn về phía một tinh vị cuối cùng trên tinh đồ cưỡng ép đổ máu vào tiếng kêu thảm thiết của quân trường không kinh thiên động địa người 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 làm gì ý nghĩa giữa bị cắt tay mà mất chút máu hoàn toàn khác biệt. Làm hoàng đế, lại thế nào cũng không có khả năng là người thân thể không hoàn chỉnh. Cho dù hắn khát khao mộng đẹp như nào, nhưng giờ phút này cũng đã xác định. Người áo đen có ý đồ rắp tâm hại người. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Quân trường không thê thảm rống giận. Người áo đen không đáp, chỉ cứng đờ nắm lấy hắn, phong bế tất cả tu vi hắn. Lấy chân khí thúc giục luồng khí huyết này, máu từ miệng vết thương điên cuồng phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời máu tuôn như suối, lập tức sẽ tưới hoàn hảo điểm tinh vị cuối cùng. Đây là thủ đoạn cực đoan cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nhất. Trời đất vốn không đầy đủ, bất kể trận pháp trận đồ gì cũng có khiếm khuyết sơ hở. Trận pháp tự mình bày ra hoàn thành tốt đẹp, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không như thế, cũng không hẳn không thể sử dụng phương pháp cực đoan. Dù sao cũng đã có 14 viên tinh vị hoàn hảo, chỉ cần tinh vị thứ 15 cuối cùng cũng chiếm được đầy đủ số máu tươi đổ vào. Thế trận vẫn có thể tính là đại thành, cũng có thể phát huy ra bảy tám phần công dụng, nói chung là may mắn trong bất hạnh. Nhưng, ngay lúc người áo đen còn đang thấy may mắn, trận pháp còn có thể lấy loại phương thức lùi lại tìm cái thứ hai mà hoàn thành. Lại nghe thấy một tiếng động răng rắc. Trên trận, một người thẳng tắp rơi xuống, mà may mắn thế nào một đạp dừng trên cánh tay trái của quân trường không. Người này vừa tới chính là dùng sức mạnh điên cuồng mạnh mẽ đạp xuống, còn có đột nhiên mất cân bằng sức lực đổ xuống dưới, một đạp, gộp hết sức, lập tức đạp quân trường không đến một bên. Cần biết, lúc này quân trường không đang bị cấm tu vi toàn thân, không khác gì người phàm. ầm một tiếng té trên đất là bị người rơi xuống hung hăng dẫm lên trên bụng dưới của hắn, lập tức đạp ra một cái lỗ lớn thân mình quân trường không đột nhiên giật giật, hai mắt lộ ra tuyệt vọng. Người áo đen rít một tiếng, lập tức. Tên đột nhiên rơi xuống kia một chân đạp lên máu thịt của quân trường không. Một chân khác mạnh mẽ dẫm nát lên tinh đồ đã bị tàn phế đến không còn cách nào nhìn, đùng một tiếng. Tinh đồ trực tiếp bị dẫm đến nát nhừ. Một vần hào quang dày đột nhiên tiêu tan, có một bộ phận ánh sáng vàng vọt vào thân thể của người này. Tình trận xong đời người áo đen kêu lên, ngước mắt lên trời rống giận. Chị cảm thấy trái tim trong khoảnh khắc này cũng đột nhiên trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc cuối cùng là khoảnh khắc cuối cùng đấy. Cho dù lại cho ta vài giây thời gian nữa. Người áo đen đã trực tiếp phát điên. Khốn nạn à! Mẹ kiếp, người là thứ rác rưởi gì chứ? Nếu nói bước đi vừa rồi cực đoan cường ép thúc đẩy trận pháp đầy đủ, còn có thể giữ lại 7-8 thành hiệu quả một bước cuối cùng này bị miễn cưỡng cắt đứt cộng thêm tinh đồ bị hủy toàn bộ vô số bố trí vất vả trù tính dẫm thành bọt nước người áo đen phát điên ngay tại chỗ chết đi người áo đen căm hận đến mức mắng to một tiếng một tiếng đống giận này sắc nhọn đến cực điểm một chưởng điên cuồng đập một chưởng này vậy mà còn long trời lỡ đất hung ác hơn so với vừa rồi dưới một chưởng này lấy tu vi của kim vân sinh cho dù là một trăm hắn cũng phải hẳn chết, không thể nghi ngờ. Nhưng ngay vào lúc này, một ánh lửa nóng rực đột nhiên xuất hiện ngang nhiên mà đến. Một cây đại chùy cực kỳ to đột ngột cắt ngang trước mặt người rơi xuống. Người áo đen dùng hết toàn lực chưởng một chưởng, thế như xét đánh đập lên trên đại chùy. Một tiếng nổ kim loại vang lên, đốm lửa văng khắp nơi. Người áo đen kêu thảm một tiếng, hắn bạn lần không có ngờ tới, một chưởng trong tình thế bắt buộc của mình là có thể vỗ vào trên một thanh đại chùy vả lại xác thực là vẫn là một thanh đại chùy tính chất đặc dị vượt qua phạm vi bàn tay mình có thể gánh vác trong nháy mắt lực lượng phản ngược lại hoàn toàn kéo tới cổ tay lập tức bị chấn động đến mức trật khớp có hai cái xương cũng theo đó gãy luôn đây là chùy gì người áo đen khàn giọng rúng giận phẫn nộ mà không thể nào tin nếu là chùy tầm thường thậm chí là đà chùy đạt tới cấp thần binh lợi khí. lợi cấp độ tu vi chính mình, bàn tay đập lên cho dù không thể đập nát, cũng tuyệt đối không đến mức rơi xuống kết quả này. Tuy rằng dùng sức lực khác biệt, nhưng mà chấn động ngược có thể đánh gãy xương cốt mình luôn sao? Đây, quả thật chính là đang nói đùa. Tả Tiểu Đa vốn đang chờ Kim Vân Sinh chạy trốn. Chỉ cần hắn chạy, theo quỹ đạo vận mệnh này sẽ gặp được tham lan bà bà. Đây là kết quả do tả tiểu đa dùng tướng Pháp nhìn thấy. Nhưng dù sao cũng không ngờ đến. Người này bởi vì đánh ra tâm huyết là mượn dùng hai lực hỗn tạp của thuốc độc tăng thực lực của chính mình lên vài lần. Đánh đến tuyệt vời sống động với hai tên vệ sĩ của vị công tử kia. Hơn nữa mỗi một bước đều rầm rầm xét đánh, càng đánh càng có sức mạnh. Tả tiểu đa cũng bối rối. Chẳng lẽ tướng Pháp thần thông của ta còn có thể sai lầm hay sao? Từ thế của tên này rõ ràng chính là bộ dáng muốn chết trận ở trong này. Đây hoàn toàn không lừa gạt giả dối. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc chạy trốn. Từ thế hiện tại của hắn chính là đang vùng vẫy dành sự sống, chính là đang liều mạng, chính là muốn liều lĩnh kéo theo một cái đệm lưng. Đây là việc ngoài dự đoán. Người không có chạy, ta còn tìm người như thế nào đây? Tên này không chỉ là thân thể độc hồn, mà còn kim tu công pháp hệ thổ, giờ phút này tâm chiến đấu hơn bao giờ hết đến mức làm cho sức mạnh bản thân vận chuyển chưa từng có chân đạp mặt đất sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tả tiểu đa buồn bực những người khác cũng đều nhìn thấy tả tiểu đa trong mắt đều là hứng thú giống nhau chuyện gì đây chuyện gì sao hiện giờ bản thân tả tiểu đa cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì bỗng mọi người ở đây đồng loạt nghi ngờ khó hiểu một tiếng vang lên một tiếng kinh thiên động địa căn phòng cách vách không hề có dấu hiệu mà đổ sập ở dưới này lại có thể là trống không trong lòng tải tiểu đa đột nhiên sáng ngời lập tức bản thân căn phòng này cũng hiện ra xu thế nghiêng lệch sụp đổ tải tiểu đa không nói hai lời tiện thể mà làm nhảy thẳng xuống dưới kim vân sinh cũng thật không nghĩ tới bạn gái cũ của mình lại hạ độc mình tác dụng lại còn kịch liệt như thế đây rõ ràng là sợ mình không có chết nhưng độc càng lợi hại, đối với Kim Vân Sinh mà nói, sức mạnh tăng lên lại càng nhiều, càng cao, càng mạnh. Hắn đánh cược sống chết, không đếm xỉ đến tính mạng, cũng chỉ còn lại một suy nghĩ trong đầu. Nếu mạng sống chấm dứt ngay tại hôm nay, như vậy các người cũng phải có một tên theo ta cùng nhau đi lên con đường xuống suối vàng. Hoặc là các người có tiền, hoặc là các người có quyền, hoặc là các người có thế lực to lớn. Thế nhưng, dưới tình huống ta lại không có lo lắng về điều gì sống chết trước mặt. Ta và các người ngang hàng, có lẽ đây là một lần duy nhất ta có cơ hội ngang hàng với các người. Cho nên cơ hội này ta sẽ không bỏ qua, không tiếc cái mạng này, cũng phải vùng máu cả người ngươi. Dưới loại tâm tính cực đoan này, huyết khí kim vân sinh tuôn ra, cả người giống như ma quỷ điên cuồng. Chính hắn cũng không biết rốt cuộc thuốc độc kia tăng lên cho mình bao nhiêu, chỉ một mực chiến đấu điên cuồng. Rốt cuộc vào lúc hắn đọa mạng, một đạp đạp xuống, rốt cuộc cũng sập xuống. Tai nạn trong nháy mắt này, Kim Vân Sinh căn bản không biết tại sao lại thế. Cảm giác duy nhất cũng chỉ là chân mình dường như đạp phải cái gì. Vì ổn định thân thể duy trì trạng thái chiến đấu, cho dù là mặt đất sụp đổ mất cân bằng trong nháy mắt, vẫn dồn lực xuống hai chân, phải đứng vững trước tiền mới có thể nói đến việc tiếp tục chiến đấu. Nếu không, một cái trượt chân ở trước tình huống ác liệt, địch mạnh ta yếu, chỉ có thể mặc cho người ta nhào nặng, chịu khổ ức hiếp. Nhưng vừa rồi, dường như ta đạp phải cái gì rồi. Nhưng ngăn cản này không cần để ý những việc nhỏ không đáng kể, không quan trọng. Dù sao, hôm nay chính là một con đường chết. Ta còn để ý điều gì, còn có cái gì đáng để ta chú ý. Nhưng ngay sau đó, một luồng khi thế to lớn đột nhiên dâng lên. Đó là bản thân, bất kể là bản thân trước kia hay là trước mắt, đã là bản thân mạnh nhất từ trước đến nay đều khó có thể chạm tới sức mạnh dũng mãnh tuyệt đối đối phương là ai là quy huyền hoặc là phi thiên tóm lại là người siêu mạnh mà bản thân chưa từng tiếp xúc hoặc là nói không thể quen biết trong nháy mắt tâm của kim vân sinh sinh ra tuyệt vọng lại có một thanh đại truyền ngang trời xuất hiện vào trước khi tay đại năng đoạt mạng cứu chính mình trong nhất thời kim vân sinh cảm nhận được một loại cảm giác vi diệu giống như đang nằm mơ hắn càng thêm không biết chính là hắn vừa rồi còn đạp lên một tên quy huyền đạp nổ bụng của người này Đến hắn còn chưa đạt tới tu vi đan nguyên chiến tích này có thể khoe khoang suốt đời lập tức ầm một tiếng tất cả thứ phía trên sụp xuống trong nháy mắt bị dọn trống nháy mắt lại nhìn chăm chú vậy mà đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài Người áo đen kêu to một tiếng giận dữ quát. Người là ai? Tả tiểu đa không nói hai lời, vương trùy đập qua. Đánh nhau thì đánh nhau đi, còn cần xưng tên báo họ. Đây đều là quy tắc thối tha do ai định ra, làm lỡ bao nhiêu việc chứ. Hơi thở bằng giá nổi lên, một thanh kiếm lạnh thấu xương mà đến, dường như ứng đối với đại trùy của tả tiểu đa là là tả tiểu niệm tới. Một kiếm xương lạnh, uy thế không kém hơn đại trùy kinh diễm của tả tiểu đa một chút nào đám người Lý Thành Long cũng đều hiện thân, bốn phương tám hướng bao vây xung quanh người áo đen, vây quanh mật thất cũng không phải là rất lớn, thành chật như nêm cối. Dương mặt ngôn tới muộn nhất, trên thân kiếm của hắn móng tươi đầm đìa. Tên công tử bột kia và hai tên vệ sĩ của hắn kèm theo cô gái vong ân phụ nghĩa, hiện giờ đều đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn rồi. Đối với chuyện vong ân phụ nghĩa cỡ này, dương mặt ngôn căm thù đến tận xương tủy. Nếu gặp phải, hắn sẽ không để bất cứ một người nào chạy thoát. Lúc cô gái kia nhìn thấy dư mặt ngôn, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, vừa mới kêu lên một tiếng tha mạng, đã bị dư mặt ngôn dùng một kiếm trực tiếp cắt rớt đầu, một kiếm đâm xuyên tim. Dư mặt ngôn nghĩ rất đơn giản. Người đã không có lương tâm, ta đây thay người xẻo rớt là được rồi. Dù sao sau này người cũng không có dùng được người áo đen nhìn thấy tình hình thay đổi trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn lẩm bẩm đột nhiên tinh quang lóe sáng tinh quang trên tay bị thương tràn ngập trong khoảnh khắc vết thương ngay lập tức khỏi hẳn nhiều điểm tinh quang tuôn ra dường như tăng thêm sức lực của hắn lại có thể chặn liên thủ tấn công của đám người tả tiểu đa tuy rằng vẫn không tránh được rơi vào thế yếu như cũ nhưng chiến tích như vậy lại đã đủ có thể kinh thế hải tục nghe rợn cả người không ai chú ý tới ở phía chân trời xa xôi, một ngôi sao phát sáng rạng rỡ, ánh sáng chiếu tứ phía, làm cho ngôi sao xung quanh đều ảm đạm phai màu. Đúng là tham lam. Lại là ầm một tiếng, một chuẩn lần thứ hai điên cuồng mạnh mẽ khác thường mà đập lên trên đại chùy của tả tiểu đà. Chỉ là lần này không còn là người áo đen trật khớp tay, gãy xương tay, mà là tả tiểu đa cảm thấy trên tay chấn động. Đại chùy gần như tuột tay rơi ra, hắn gần như khiếp sợ đến không dám tin. Đây là tham lan bà bà. Tả Thử Đa cảm thấy thật sự không thể nào tin bởi vì hắn từng hỏi qua mặt huyền y. Sư phụ ngươi, tham lan bà bà, cụ thể có tu vi gì? Là quy huyền trung giai. Khi ấy mặt huyền y nói rất chắc chắn, không có gì nghi ngờ. Nhưng mà hiện nay tu vi người áo đen này bày ra lại là hợp đạo. Hơn nữa chắc chắn là hợp đạo đỉnh phong sự thật này làm cho tả tiểu đa không thể không nghi ngờ một chùy là một chùy vung ra tả tiểu đa quát tham lan bà bà quả là danh bất hư truyền vừa nghe những lời này ánh mắt người áo đen đối diện chợt lóe âm hiểm cười to tả tiểu đa người cũng không hổ là thiên kiêu một thế hệ âm hiểm cười vẫn là mạnh mẽ ra chiều vượt lên trước tấn công nhiều hơn phân nữa tất cả đều rơi lên trên người của tả tiểu đa lại đánh một lát, nhìn thấy chấn động không hiểu trên người, tinh quang đột nhiên tỏa ra. Trên mặt đất, quân trường không hấp hối, khởi động thân thể. Cứu ta! Không phải quân trường không ngốc nghếch đến nước này, đến bây giờ còn không phát hiện ra người áo đen lòng lan giả thú. Nhưng người áo đen đã là một cộng rơm cứu mạng duy nhất bây giờ. Từ lúc đám người tả tiểu đa và tả tiểu niệm hiện thân là bày ra tu vi vượt xa khi trước, vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng sống sót chạy trốn khỏi tai họa này vào trên người áo đen. Hy vọng bản thân còn có giá trị lợi dụng đối với người áo đen. Đa số người đều không muốn chết, quân trường không lại càng không muốn. Chết tử tế còn không bằng sống sót, có thể sống lâu thêm phút nào thì hay phút đó. Ánh sáng hung ác trong mắt người áo đen chợt lóe rống to một tiếng, tinh quang cả người. Giống như từng mũi tên nhọn, điên cuồng mãnh liệt, bắn ra mấy trăm cây cực nhanh bốn phường tám hướng đều ở dưới sự bao phủ của mũi tên tinh quang nhọn. Đám người quân trường không, kim vân sinh đều ở trong tầm bắn. Mà theo tinh quang bắn ra, không gian mật thất có giới hạn. Đám người Lý Thành Long hoàn toàn không kịp né tránh, đều xuất toàn lực ngăn. Mỗi người đều cảm giác cả người mình đột nhiên chấn động. Uy lực của tinh quang hiện ra làm cho đám người Lý Thành Long đã tăng lên tới phi thiên cũng cảm thấy đối phó khó khăn. Cũng may, bọn hắn vẫn chỉ là đối phó khó khăn còn không đến mức không chống cự được, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là quân trường không lại không có phần năng lực này, chỉ thấy tinh quang chợt lóe trực tiếp nổ mạnh trên người quân trường không. Trên đầu một đám, đan điền một đám, ngực một đám, nháy mắt nổ vàng. Thân thể quân trường không đã bị tinh quang nổi đến phá thành mạnh nhỏ, hài cốt không còn. Tả tiểu niệm ra kiếm như gió, sau khi ngăn chặn lại tinh quang bắn về mình, vừa đa kiếm chặn lại hai luồng tinh quang bắn về hướng Kim Vân Sinh. Đối với quân trường không đang ở lân cận, nàng hoàn toàn không có phản ứng, tùy ý cho nó mở dần trong tinh quang kia. Các người, lùi lại phía sau, nhường lại không gian. Tả tử đa hét lớn một tiếng, ngay sau đó hai thanh chùy một chùy chỉ lên trời, một chùy chỉ xuống đất. Sau một tiếng ông trầm đục, đã triển khai thiên hồn mộng yểm chùy ý muốn giết chết người mặc áo đen nhất định phải ra sát chiêu chấm dứt trận này một cách nhanh chóng nhất. Đủ loại biến cố trước mặt đã ra ngoài dự tính quá nhiều, khác một trời một vực cùng tưởng tượng lúc ban đầu. Cho dù người hay tất cả sự vật đều ra ngoài dự tính. Nhất là thực lực của tham lan bà bà là càng chênh lệch quá nhiều so với dự đoán. Trước, từ dễ như trở bàn tay như lấy đồ trong túi. Thẳng cái biến thành khó có thể rung chuyển. Nhất định phải ứng phó toàn lực tránh khỏi có càng nhiều biến cố xuất hiện. Hơn nữa, bên ngoài là khu buôn bán, có rất nhiều người thường ở đây. Lực lượng như khiến thế giới nổ tung, đập xuống mãnh liệt đến cực hạn ở góc đất. Hai màu trắng đen trong nguyên hỏa thần công đang bộc phát ầm ầm, đột nhiên bộc phát lao ra. Tham lang bà bà duỗi tay ngăn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhưng mà chùy thứ hai của tải tiểu đa ngang trời mà đến cực nhanh giống nhau. Trong thời gian nháy mắt, tả tiểu đa liên tục xuất ra 5 chiều. Tham lăng bà bà hét lớn một tiếng, trong miệng có máu tươi phun ra. Một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người tinh quan di chuyển kia rực rỡ huy hoàng hơn. Trong thoáng cái, thân thể rõ ràng hóa thành hai mươi mấy bóng dáng. Tinh quan của riêng mình lóe lên, đẹp đẽ vô hạn. Nhiều bóng dáng hướng về phương hướng khác nhau phá vòng vây chạy đi. Đám người tả tiểu đa sớm đã có chuẩn bị đối với lần này, bộc phát ra chiến lực cao nhất của riêng mình chia nhau chặn. Ngăn cản! Rầm rầm! Vô số tinh quang nổ tung. Một người tải tiểu đa hai chùy vùng lên liên tiếp, lần lượt đập vỡ bốn phân thân tinh quang. Mà tả tiểu niệm chợt bộc phát băng hàng chi khí, cũng đồng cứng ba cái phân thân, ngay sau đó lấy ra đặt linh kiếm chém vỡ. Đám người Lý Thành Long xuất ra hết lực để ngăn chặn, quả thật cũng ngăn cản không ít nhưng tham lan bà bà sử dụng bí pháp, cũng không biết có là lịch gì, đặc biệt huyền diệu. Mỗi phần thân mọi người gặp gỡ đều có thực lực tương đương nhau. Khi hợp lực áp chế được đám người vạn ly tú chân phiêu phiêu, độc cô nhạn nhi yếu kém hơn cũng không định lại chúng. Vẫn còn có ba cái phần thân đột phá lực lượng phong tỏa của mọi người, hóa thành ánh sáng hướng lên bầu trời. lướt đi không để lại dấu vết ở trong bầu trời đêm, biến mất, không thấy. Chỉ lưu lại một thanh âm tràn đầy phẫn hận truyền đến từ trên bầu trời đêm. Tả tiểu đa, người cứ chờ đi. Hơi nghi người, thanh âm kia cũng tiêu tán ở trong bầu trời đầy sao sáng. Rõ ràng đã sắp xếp hết mức, tính trước làm sau, không thể lưu lại đối phương, càng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Bọn người tả tiểu đa là có chút mặt xám mày trò, cũng cảm giác rất là không dễ chịu. Nhất là tả tiểu đa. Có cảm giác rất mạnh rằng tham lan bà bà này hoàn toàn không giống với trong dự đoán mà mình nghĩ. Ngay cả là trưởng môn một phái. Nhưng mà mặt huyền y rõ ràng nói tu vi quy huyền trung giai. Vậy dù thế nào cũng không nên bị sai mới phải. Cũng không thể là trong vòng một hai năm này uống thuốc gì. Lúc này mới có thể thăng cấp thẳng tắp nhanh như thế. Đây chẳng phải nói. Tham lan bà bà đã là thiên tài đủ để sánh ngang với mình sao? Chuyện này không khoa học. Nếu là như vậy, mấy năm trước, người này đã làm gì? Nhưng mà thực lực của người này thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa đến tổ cùng, tham lan bà bà là nam hay nữ. Đánh nhau lâu như vậy rồi, tả tử đa quả thật không thể nào nhìn ra. Đầu bên kia, vị trí cách địa điểm xảy ra chuyện ở phố buôn bán rất xa, ở bên trong một chỗ xóm nghèo, một cái chỗ ở cực kỳ bí mật. Tình quang đã ảm đạm, đột nhiên tiêu tán, một người mặc áo đen ngã xuống từ giữa không trung, ngã trong sân, phát ra âm thanh cực kỳ trầm đục, máu tươi chảy ra ào ào. Cứu ta! Bóng người nhanh chóng lộn xộn, mấy bóng người thoáng hiện ra vừa nhìn lập tức kinh hãi. Chỉ thấy một cụ lão còm nhom trong áo đen, mặt không còn chút máu, trình độ thảm đạm đến mức gần như hấp hối. Tại sao có thể như vậy? Mấy người vội vàng bảo vệ cụ lão chữa thương kéo dài tính mạng, vội vàng mang vào có người canh chừng ở bên ngoài động tác lão luyện phân công chính xác trong mật thất tại sao có thể như thế như thế nào biến thành như vậy bây giờ địa phận thành thượng kinh căn bản không có khả năng có cao thủ cấp cao như vậy tồn tại làm sao sẽ bị thương thành bộ dạng này không nên lúc trước bà bà đã dẫn động tinh quân tăng cường tinh quan mức độ lớn nhất đã bằng được uy năng của hợp đạo đỉnh phong lại còn phải chịu vết thương nặng như vậy đối thủ rốt cuộc là ai lại có thực lực như thế này sợ rằng kế hoạch tinh trận bên kia hơn một nửa lại giữ nhiều lành ít rồi một hồi lâu sau rốt cuộc tham lăng bà bà cũng ung dung tỉnh dậy dưới sự thăm hỏi của mọi người thở dài thật dài vì sơn cửu nhận cuối cùng thất bại trong gang tất kế hoạch tinh trận trước lúc sắp thành công lại thất bại thảm hại tên tam hoàng tử quân trường không kia bị ta đánh chết hoàn toàn bất đắc dĩ. Mọi người khuôn mặt trầm như nước, thù sống chết của quân trường không kia không đáng nói. Nhưng mà đại kế được tính toán từ lâu bỗng nhiên thất bại, cho dù là ai cũng không có chịu được. Kế hoạch tinh trận chặt chẽ chu đáo như thế, đã vào giai đoạn thu hoạch, tại sao có thể thất bại? Đây cũng là kế hoạch chúng ta nghiên cứu thật lâu mới định ra. Hơn nữa ý trời vào cuộc, dẫn động cường giả tinh hồn đỉnh phong đi đến tiền tuyến, bên thượng kinh này căn bản cũng không có khí vận có thể ảnh hưởng đến kế hoạch này rồi làm sao có thể thất bại cho dù có tầng biến số khí vận này tồn tại nhưng vọng khí và tin tưởng đều biểu hiện ra biến số khí vận chỉ tồn tại ở trên người mấy con kiến hôi căn bản là không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận thế Nhưng làm sao sẽ không phải tinh quân đã dùng hết sức tăng lên thực lực cho ngươi sao tại sao lại thê thảm như này Tham Lan bà bà yên lặng một hồi rồi mới nói. Không có biện pháp. Ta đã gặp phải tả tiểu đà. Mẹ kiếp. Mọi người nét mặt xui xẻo. Đến tận miệng rồi, rõ ràng tính toán toàn diện thật sớm. Chưa từng xung đột với bọn chúng, thậm chí không giao tiếp. Làm sao mà vẫn gặp? Chẳng lẽ thiên ý triều ngươi khiến cho không ngừng là nhân tộc tinh hồn còn có chúng ta? Chuyện này ta cũng không biết. Tất cả dẫn tới tai họa sát nách không có kịp ứng phó. Lần này thần hồn ta cơ hồ bị đánh tan hoàn toàn. Ba hồn bảy vía, hóa thân tinh quân đều bị đánh nát. Mong rằng mọi người dùng tinh quan trị khôi phục giúp cho ta. Tham lăng bà bà vừa nói vừa học máu nét mặt uể oải. Tinh quan trị. Tất cả mọi người thở dài. Thường thế của tham lăng bà bà nghiêm trọng, muốn khôi phục, ngoài trừ dùng rất nhiều linh đan dịu dược, còn cần vận dụng tinh quan trì nếu như ngày thường với thân phận của tham lan bà bà, vận dụng cũng không có gì đáng trách. Nhưng hiện nay nếu như tùy tiện vận dụng phần để dành của tinh quan trì, bên trong Nam Bắc tinh trận cục ở nơi này, coi như bị thiếu một phần cơ sở là không thể tránh. Trong thời điểm tương lai khi tranh đoạt vận khí, tất nhiên sẽ phải trả giá. Nhưng mà cái tinh trận này nếu như thiếu tham lan bà bà, thì ngay cả vận hành cũng không thể nào vận hành. Bà sao sát phá lan phải tồn tại, sau đó mới có tin đấu trận nếu như trong sát phá lan lại có người vắng mặt có người sao rơi xuống thì sao thôi cũng chỉ có thể như thế một người trung niên thở dài một tiếng nói không ngờ tin trận cục được xây dựng hoàn mỹ như thế vậy mà cũng sẽ xuất hiện sơ xuất tàn vỡ toàn bộ trên mặt mọi người trải rộng tràn đầy một đám mây đen tất cả đều cảm thán một ván tình thế bắt buộc mà cũng bị thất bại Rõ ràng cường giả tinh hồn đỉnh phong bị ý trời sai xử rời đi, thiên ý đã theo ta. Làm sao sẽ như vậy? Còn có tên tả tiểu đa kia, mẹ kiếp, chính là cái gậy chọc phân, làm sao ở đâu cũng có mặt hắn. Kết thúc tập 296 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.